người Lào hay ăn, đó là xôi. Lợi dụng đó. Đó. Và sau đó thì đây là cá hộp họ chế biến sẵn rồi, thêm gia vị nữa thôi. Còn này là muối nè. Và cái này là canh me á. Có me khoi rồi trong này nè. Và người Lào họ ăn thì họ ăn bóc. Họ chỉ cần dùng một cái nắm xôi, họ chấm vào những thực phẩm này để ăn thôi. Cái này là me khoi, me. Chua. Chua. Ok. Đây là cách ăn của người Lào này các bạn. Và gia đình này là gia đình mà bị ảnh hưởng bởi cái vụ vỡ đập. Và thực phẩm của họ, đây là họ ăn cả sáng, trưa, chiều, tối luôn. Còn này là gạo họ mua và gạo cứu trợ. Theo như họ chia sẻ thì gạo cứu trợ thì rất là ăn không ngon, ăn rất là dở cho nên họ ăn không được. Ồ, gạo này hư rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi xung quanh cái bản làng này. Bản này được gọi tên là bản Mây, ở phía Hạ Lào. Và các bạn để ý thấy khung cảnh ở đây cực kỳ tiêu điều luôn. Hầu như là không có một bóng người. Chỉ có một hộ gia đình này thì họ không chịu nổi cái khu sinh sống ở tái định cư. Theo như vừa rồi chia sẻ thì họ nói rằng là ở tái định cư thì lúc trước họ được hỗ trợ rất là nhiều tiền. Tuy nhiên sau đó thì chính quyền đã cắt bớt cái khoản tiền hỗ trợ đi. Thì mỗi ngày như vậy thì họ nhận được khoản tương xứng với số tiền là mười mấy ngàn thôi. Mỗi tháng thì khoảng hơn 250 ngàn đồng tiền Việt Nam. Vì vậy thì họ không đủ để họ sống. Họ quay trở lại chính cái túp lều mà đã từng cứu. Họ đã quay trở lại chính cái nhà cũ của mình, phục dựng lại. Công việc của họ là đi đánh bắt cá, kiếm con cá, con rau ở xung quanh này. Họ không thể trồng được lúa mì tại vì ở đây thì xói mòn hết rồi. Các bạn thân mến, mình đang ghé vào một gia đình của người Lào ở tại bản Mây, xã Nam Xây. Và căn nhà này cách tại đập thủy điện cách đây khoảng 10 cây số. Tuy nhiên thì tại đây thì vẫn còn những vết tích mà gần một năm qua không thể nào khắc phục được. Phía sau lưng mình là hai con thú bông mà các bạn hình dung đi. Chính trên khuôn mặt của chúng lấp đầy bùn đất. Đứa bé chủ nhân của chính con búp bê này đã không còn nữa. Mình là khá xót xa khi mà mình chứng kiến thấy hai con thú bông như thế này. Mình này bùn đất luôn các bạn. Và có lẽ rằng là chúng đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ khá là lâu rồi. Cho nên là tới điểm bây giờ vẫn còn những lớp bùn như thế này nè. Chiếc xe máy này cũng chung số phận khi mà trên người của chúng vẫn còn dày đặc lớp bùn đất. Không ai thống kê được số liệu rằng người Lào ở đây đã tử nạn trong trận vỡ đập. Tuy nhiên rằng mọi người đều biết rằng con số lên đến hàng ngàn người. Và có lẽ rằng là chủ nhân, những thành viên trong căn nhà này đã không còn nữa. Cho nên là những vật dụng giá trị ở đây đã không được di dời đi nơi khác. Đây là một trong những cái phương tiện di chuyển chính của người Lào. Và họ sẽ di chuyển bằng xe máy cày như thế này nè. Có thể chất lên khoảng 10 đến 20 người luôn các bạn. Và bác này đang trở về nhà, vừa mới thăm một cái hộ dân ở đây, một người bà con. Và bây giờ họ di chuyển bằng như thế này nè. Đó. Đây là một căn nhà của người Lào và chỉ còn là những cái nền móng trơ trọi giữa thời tiết cực kỳ nắng gắt. Bắt cân. Nhanh uống. Phía trước mọi người đây là khu tái định cư đối với những cái hộ dân mà bị thiệt hại bởi cái trận vỡ đập. Khu tái định cư tại Sanamsay, tỉnh Atapu.
Và bây giờ thì mình đang di chuyển vào bên trong để xem cuộc sống của bà con từ những cái bản làng mà bị ảnh hưởng. Ở trong này thì phần lớn tập trung những bà con ở bản Mày, mà cái bản mà vừa rồi mình có ghi hình. Và rất nhiều đoàn cứu trợ thường xuyên đến đây để hỗ trợ cho những cái người dân mà bị thiệt hại bởi cái trận vỡ đập. Đây là cuộc sống của bà con ở nơi đây. Các bạn bạn nhỏ này. Sabadi. Sabadi. Sabadi là từ chào đối với người Lào. Sabadi. Bạn mày. Bạn Tây Hin. Bạn Tây Hin. Bạn Tây Hin. Gia đình nhà này ở bản Tà Hin, một trong những cái bản mà rất gần với đập ở Sà Nam Xây. Ok, ăn. Đây là cách người Lào họ ăn nè. Họ ăn không dùng đũa muỗng, ăn bóc như này. Họ ăn bóc và dạ. Đó. Hôm nay thì có mình cho nên là họ ngại, họ phải bỏ vào tô và họ dùng đũa. Dạ. Ok. Dạ, ăn cơm. Ăn cơm với đâu? Ăn cơm với trứng. Bố lại ăn rất tặng. Phía trước là những cái bồn nước mà họ sẽ được hỗ trợ nước sạch để uống. Ở phía bên này là những cái toilet. Bạn mày tên các bạn đã thấy rồi, người Lào họ vừa mới chia sẻ với mình rằng tới thời điểm bây giờ họ vẫn chưa có công ăn việc làm, không có đồng ruộng, không có gì hết, chỉ sống chờ vào tiền trợ cấp. Giá tiền trợ cấp mỗi đầu người như vậy là hơn 100.000 kíp, tương đương với hơn 270.000 đồng tiền Việt Nam. Ở phía trước mọi người là một cái nhà tắm. Nhà tắm này là nhà tắm công cộng luôn. Và nơi tắm giặt giũ được luôn tất cả tân tật sinh hoạt ở đây. Photo. Bằng. Photo. Yeah. Thank you.
Ở phía trước các bạn là con đường chính dẫn vào khu tạm cư. Các bạn vẫn thấy có những cái gốc cây mà bị nước lũ cuốn mà vẫn còn nằm cuồn cuộn bên ven đường không? Xung quanh này là những căn nhà của những người tạm cư họ dựng chòi lên. Mục đích là họ vừa buôn bán, họ vừa sinh sống. Tại vì bên trong khu tạm cư thì nó quá là nóng nực và chật chội. Họ đã di chuyển ở đây. Hai vấn đề cốt lõi mà bây giờ gặp nhiều khó khăn đó là nước uống và công việc. Hiện nay thì hầu hết 80% mọi người ở đây đều là thất nghiệp. Và mình cảm nhận được rằng là khu tạm cư này, hàng trăm con người ở đây, một tương lai rất mù mịt. Và mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá tại đất nước Lào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đoạn video vừa rồi của mình.